Xin chào mọi người, mình tên là Bích Ngọc, nhưng mà mọi người cũng có thể gọi mình là Vi. Hiện giờ mình đang làm việc và sinh sống ở Canada. Mình qua đây từ hồi năm cấp 3, đến bây giờ thì cũng đã hơn 15 năm rồi. Vậy nên mình nghĩ mình cũng đã đủ già, tóc cũng đã bắt đầu bạc. Có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình về việc học hành, làm việc và sinh sống ở bên này cho các bạn biết. Mình thì có hai bằng cử nhân. Một là về toán học, hai là về quản trị kinh doanh. Và mình cũng có một bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Và hiện giờ mình đang học ngành thạc sĩ thứ hai về ngành công nghệ thông tin. Nghề chính của mình là actuary. Actuary là gì thì mình sẽ giải thích, giới thiệu cho các bạn biết trong cái video ngày hôm nay. Còn nghề phụ của mình thì mình cũng có một vài cái sẽ chia sẻ với các bạn vào một dịp khác. Vậy actuary là gì? Nếu mà bạn lên Wikipedia tiếng Việt thì người ta sẽ nói đầu tiên đó là nghề tính toán bảo hiểm. Mình thì không đồng ý lắm về việc này. Vì nếu mà chỉ tính toán bảo hiểm thì người ta sẽ dùng chữ như là insurance rồi, chứ đâu có cần phải giới thiệu một từ mới như là actuary. Nhưng mà phải nói rằng công ty bảo hiểm thì không thể nào mà không có tụi mình được. Vậy nên về định nghĩa của actuary thì mình nghĩ trên trang web Be an Actuary thì là chính xác hơn. Tụi mình là những người quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro như thế nào và có những loại rủi ro như thế nào thì mình có thể giải thích thêm sau này ha. Trên trang web Canadian Institute of Actuaries thì người ta cho rằng actuary là những người chuyên nghiệp trong về việc áp dụng những ứng dụng của toán học vào trong những vấn đề về lĩnh vực tài chính. Mình thấy điều này cũng chính xác luôn. Đối với mình, actuary tụi mình là những người phù thủy toán học trong thế giới kinh doanh. Tại vì đối với tụi mình, điều quan trọng là phải làm sao sử dụng những cái toán học nè, những cái thống kê về và những giải quyết được những vấn đề liên quan đến rủi ro. Mà rủi ro thì có rủi ro về nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy tụi mình làm việc ở đâu và công việc như thế nào? Tụi mình thì có thể làm cho nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà đa số thì thường thường actually làm cho công ty bảo hiểm. Có thể là bảo hiểm nhân thọ nè, bảo hiểm về bất động sản, bảo hiểm về xe cộ, bảo hiểm về sức khỏe. Rồi nhưng mà mình cũng có thể làm trong những ngân hàng, công ty tài chính lo về việc trợ cấp lương hưu. Và tụi mình cũng có thể làm cho chính phủ, trường đại học, những công ty, tất cả những công ty bình thường khác tụi mình cũng có làm luôn. Nhưng mà hiện giờ chủ yếu thì thường thường là actuary sẽ làm cho công ty bảo hiểm. Nếu mà các bạn theo dõi Elon Musk ở Tesla, bạn sẽ thấy là ông có một hôm kêu gọi những người làm actuary liên lạc với ông, tại vì về phần về Tesla sẽ có những nhiều rủi ro. Thì rủi ro có nghĩa là sẽ là về phần mà tụi mình có biết rất nhiều kiến thức và có thể giúp đỡ. Vậy làm sao để có thể trở thành một actuary? Actuary là một nghề chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là ở bên đây bạn phải đậu được những bằng cấp, bạn phải vượt qua những kỳ thi và bạn phải được kiểm định của những hiệp hội về actuary. Là giống như mình là Fellow of Society of Actuaries. Rồi mình cũng là Fellow of the Institute, là Canadian Institute of Actuaries. Mình tổng cộng là mình thi hơn 10, hình như là 11, 12 cái kỳ thi để vượt qua đó thì mới người ta mới được chứng nhận mình là một actuary chính thức. Trước đó thì ở trong công ty mình sẽ không được có gọi là actuary đâu, mà người ta chỉ gọi là những người đang đang học và để có thể
làm được actuary chính thức. Thì tổng cộng thời gian thì thường thường là từ 6 cho đến 10 năm. Mình sau khi ra trường thì mất khoảng 4 năm để xong hết tất cả các kỳ thi. Nhưng mà bắt đầu từ cái lúc mà mình thi cái kỳ thi thứ nhất ở trường đại học là đã là khoảng năm thứ hai, năm thứ ba, thì coi như tổng cộng cái khoảng thời gian đó thì 6 đến 7 năm. Ở bên đây, actuary thường xuyên được vào top những công việc tốt nhất. Tại sao? Tại vì lương của actuary là khá cao. Cũng không phải là gọi là top, nhưng mà so với số giờ làm việc, với cái số stress mà tụi mình phải làm thì lương gọi là khá thỏa đáng. Lúc mà tụi mình lúc mà nếu mà chị mới bắt đầu làm sau khi ra trường thì khoảng nếu mà có khoảng hai cái exam thì có thể là bắt đầu là khoảng 50 mấy ngàn đô. Nhưng mà sau mỗi lần mà tụi mình đậu một cái kỳ thi thì tiền lương được tăng dần, và như thế thì tổng cộng nếu mà mọi người nào mà qua hết tất cả kỳ thi và chuẩn bị được làm actuary chính thức thì như vậy thì đường thường lương thì ít nhất thì cũng khoảng 100.000 đô ở bên đây. Vậy để làm sao để làm được actuary? Đầu tiên là bạn phải thích toán học. Nếu bạn không thích toán học thì bạn không thể nào làm actuary được. Và thường thường thì người ta mọi người học bằng cử nhân về actuary để có thể giúp cho có kiến thức để có thể thi những kỳ thi kiểm định. Nhưng mà nếu bạn không học ở trong cử nhân thì cũng được, không có sao cả. Mình cũng gặp rất nhiều người chỉ bắt đầu đeo đuổi cái ngành nghề này sau khi người ta đã học xong cử nhân của những môn khác. Nhưng vì vậy điều quan trọng là bạn phải có chí tiến tiến hữu, bạn phải giống như theo Lenin á, là học học nữa và học mãi. Còn điều thứ hai là giống như là bạn ít nhất là lúc mà mình đã nói tụi mình là những phù thủy toán học trong thế giới kinh doanh. Điều đó có nghĩa là tụi mình cũng phải biết rèn luyện ý thức về việc trong kinh doanh, và như vậy thì mình cũng phải biết là kỹ năng phân tích, kỹ năng tìm hiểu và giao tiếp là tốt. Tại vì những vấn đề như thế này có thể là rất ư là phức tạp. Và ở bên đây không có nhiều người thích toán. Vậy nên nhiều khi giải thích những vấn đề mà liên quan với toán là có thể rất rắc rối. Vậy nên là mình là điều kỹ năng giao tiếp là đặc biệt rất quan trọng với nghề này. Cộng thêm là bạn phải có một tí sáng tạo. Tại vì bây giờ những vấn đề càng ngày càng trở nên có thể là có những vấn đề mới, có những rủi ro mới mà ngày xưa nó không có, đúng không? Vậy nên là mình phải có sáng tạo để làm sao những có thể tìm được những biện pháp giải quyết mọi vấn đề. Khá là tự hào là mình là một actuary, nhưng mà mình không phải là một actuary truyền thống về tính toán bảo hiểm nhân thọ hay tính toán sức khỏe. Mình là một người chuyên về quản lý rủi ro cho tập đoàn. Như vậy thì nó nghiêng nhiều về phần tài chính, về phần quản lý kinh doanh hơn. Và đó là cũng tại sao mà lúc mình học thì mình vừa học về toán học, mình vừa học về quản lý kinh doanh. Mình hy vọng từ cái video này bạn có thêm một kiến thức về ngành actuary. Và đặc biệt cho những người yêu thích toán học, mình tin tưởng rằng những cái công ty bảo hiểm và công ty tài chính bắt đầu vào bên Việt Nam càng ngày càng nhiều thì nghề này có thể là sẽ là một nghề sẽ được phát triển nhiều hơn, và người ta sẽ muốn tìm được nhân lực có sẵn ở Việt Nam có thể làm được nghề này. Nếu mà các bạn có thắc mắc hoặc câu hỏi về nghề này thì bỏ trong phần bình luận ha. Còn nếu mà các bạn có những cái câu hỏi khác hoặc những ý kiến về những chủ đề mà mình có thể nói trong những video sau về việc học hành, làm việc hay sinh sống ở bên Canada thì các bạn cứ nói cho mình nghe. Mình hy vọng được mọi người ủng hộ và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye!